Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày đầu hè, có một địa điểm ở ngay tại miền Bắc với không khí vô cùng dễ chịu, rất lý tưởng cho những ai muốn đi tránh nóng. Đó chính là đỉnh Phan Xipang thuộc Sapa, Lào Cai. Còn được gọi là nóc nhà Đông Dương, đỉnh Phan Xipang là nơi có thời tiết quanh năm mát mẻ. Ngay giữa mùa hè, nhiệt độ cũng chỉ dao động từ 10 đến 20 độ C. Với đặc sản là bầu không khí mát lạnh cùng những màn sương tràn như trong huyền thoại. Không chỉ được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành, tại đây bạn còn được thăm thú, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ và độc đáo ở độ cao trên 3.000m. Mới đây nhất, tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa đi vào hoạt động đã rút ngắn thời gian từ trung tâm thị trấn Sapa đến nhà ga cáp treo Phan Xipang từ nửa tiếng xuống còn 15 phút. Thêm 20 phút đi cáp treo nữa là bạn đã có thể trốn nắng hè, chạm tay vào mùa đông, thỏa sức trải nghiệm không gian mát lành giữa thiên nhiên.